Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn, các anh chị em của kênh truyền thông Việt Vision. Lời đầu tiên, cho phép tôi được kính chúc quý vị khán giả cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Kính thưa các bạn, kính thưa các anh chị em, vào ngày hôm nay, ngày 9 tháng 4, thì tại trại tạm giam B34, Cục An ninh Điều tra của Bộ Công an và Cơ quan An ninh Điều tra Công an của tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, ngụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, về tỉnh Long An. Đây các bạn, đây là hình ảnh của tên Lê Thanh Nhất Nguyên. Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, và các quyết định cũng như lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn. Thì ở đây tôi thông tin thêm cho các bạn vài ý như sau. Trước khi khởi tố bắt tên Lê Thanh Nhất Nguyên này, thì Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nơi tự xưng dưới tên gọi là tỉnh Thất Bồng Lai và sau đó đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Thưa với các bạn, với cái hình ảnh của cái tên Lê Thanh Nhất Nguyên này, chắc có lẽ rằng là quý vị khán giả, các bạn, các anh, các chị của kênh truyền thông Việt Vision không lạ gì ha. Đây là Lê Thanh Nhất Nguyên, là một trong những đồ đệ, phải nói rằng là thân cận nhất với lại Lê Tùng Vân. Mà Lê Tùng Vân là trùm cái ổ tỉnh Thất Bồng Lai tự xưng và sau đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Cái tên Lê Thanh Nhất Nguyên này thì dân mạng mà theo dõi cái vụ án tỉnh Thất Bồng Lai thường gọi là tên miệng tà. Và tên này phải nói rằng là rất là lưu manh, phải nói thẳng là như vậy ha. Đó. Qua cái thái độ của nó khi ra trước tòa án, phiên tòa sơ thẩm và cũng như phiên tòa phúc thẩm ha, thì đã chứng minh ra được cái bản chất lưu manh của cái tên Lê Thanh Nhất Nguyên này. Thì thưa với các bạn, vào trước đó thì vào ngày 2 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nơi tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, mà chính tên Lê Tùng Vân là tổ chức, vai trò tổ chức chủ mưu. Lý do là vì Cơ quan An ninh Điều tra tiếp nhận rất nhiều đơn thư tố cáo của các bị hại về việc những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, đã có những hành vi như là giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa với các bạn, với các anh chị, quý vị khán giả Việt Vision, ở đây tôi xin nói thêm, tức là bản thân cái nhóm Lê Tùng Vân đã trôi dạt từ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh về Long An, về huyện Đức Hòa này. Vì sau khi bị chính quyền của huyện Bình Chánh, người ta yêu cầu giải tán vì thấy có những cái hành vi, hành động nó có dấu hiệu không tốt, không rõ ràng về vấn đề nuôi dạy trẻ mồ côi và những người cơ nhỡ. Và sau đó thì Lê Tùng Vân đã trôi dạt cùng với đám đệ tử trôi dạt về huyện Đức Hòa và tấp vào hộ của cái ả Cao Thị Cúc và gầy dựng lên một cái gọi là tỉnh Thất Bồng Lai. Chùa không ra chùa, tự không ra tự, am không ra am, nhà không ra nhà. Và bên cạnh đó, được vài tổ chức cá nhân
ủng hộ PA, trong đó nổi lên đình đám chính là vài cái tổ chức truyền thông của tư nhân phía Nam đã đẩy cái ổ nhóm Lê Tùng Vân này dưới tên gọi là Tỉnh Thất Bồng Lai lên đỉnh điểm, đó là đoạt giải nhất, giải nhì gì đó qua những cái cuộc thi gọi là thách thức danh hài, rồi hài nhí, rồi bolero nhí, đồ cái gì đó tùm lum tà la, và toàn là đoạt giải nhất, giải nhì. Và từ đó thì là đã được đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và thậm chí kể cả nước ngoài, người ta phát tâm, người ta thiện nguyện, vì thấy rằng là rất là thương hại với cái nơi này. Trên cái danh nghĩa lúc đó là người ta nhầm tưởng, người ta ngộ nhận đó là một cái ngôi chùa chưa có cái tên là Tỉnh Thất Bồng Lai, và cái trụ trì ngôi chùa này là Thượng Tọa Hòa Thượng gì đó, tự phong gì đó, có cái tên mà tôi quên mất rồi các bạn đó, và nuôi trẻ mồ côi không nơi nương tựa được, vân 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 đó, và đã đạt được những cái thành tích cao ở trong những cái cuộc thi như hài rồi gì đó, vớ va vớ vẩn đó. Cho nên rằng là với cái tâm thiện thì rất nhiều người, người ta đã vào người đó, người ta ủng hộ, vật chất có và tiền bạc có. Chính đó là do cái sự PA lăng xê của những cái tổ chức truyền thông tư nhân ở phía Nam. Và tiếp theo cái chuỗi dài đó thì ổ nhóm Lê Tùng Vân, trong đó có cái tên Lê Thanh Nhất Nguyên này đã đóng một cái vai trò phải nói rằng là rất là đắc lực, tích cực để mà hỗ trợ cho Lê Tùng Vân trên danh nghĩa là sư phụ, nhưng thực chất ra nếu chúng ta nhìn cái mặt thì chúng ta thấy rằng là khuôn mặt của Lê Tùng Vân với Lê Thanh Nhất Nguyên này thì cũng như nhau mà thôi. Con không giống giống tông thì cũng giống cánh, ngạn ngữ cũng đã có câu rồi, như vậy rồi. Và bọn chúng coi như là tha hồ tung hoành ngang dọc ở khu vực phía Nam, đặc biệt là dưới cái danh nghĩa là nuôi dạy trẻ mồ côi, đã thu hút được rất nhiều người, thậm chí gọi là u mê luôn, vào cổ suý, cổ vũ cho cái ổ nhóm này, phải nói hết sức là nhiệt tình, hết sức là nhiệt tình. Và bọn chúng nó đã không từ những cái thủ đoạn, trong đó có cái thủ đoạn lừa đảo này. Và đầu tiên phải nói khởi điểm đó chính là chính quyền địa phương đã khởi tố vụ án 331, tức là lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm cũng như xâm phạm vào cái lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, trong đó nổi bật lên đỉnh điểm đó chính là xúc phạm và xuyên tạc vu khống cho cơ quan công an huyện Đức Hòa. Và cái gì nó cũng đến, phải đến là thì nó đến. Đối với những cái người coi thường pháp luật thì ổ nhóm của Lê Tùng Vân đã được chính quyền địa phương khởi tố, truy tố ra trước tòa án về cái tội danh 331, tức là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Sau phiên tòa thì bọn chúng nó không thừa nhận cái bản án, cho rằng là oan, là không có tự do thế này thế nọ vân vân, chúng nó làm bản án, làm khánh án. Bên cạnh đó được cái sự cổ suý của cái tụi ba que bốn cẳng, của cái tụi chống cộng, của cái đám loa rè âm binh cô hồn ở bên kia thế giới, chúng nó đã cổ suý cho cái ổ nhóm Lê Tùng Vân này dưới cái chiêu bài là nhà cầm quyền cộng sản đã đàn áp tôn giáo, bắt bỏ tù những người tu hành như là Tỉnh Thất Bồng Lai vân vân. Bọn chúng nó đã làm đơn kháng cáo và tòa phúc thẩm có mở giờ mà người ta đã tiếp nhận, và người ta cũng mở ra phiên tòa theo đúng trình tự của pháp luật, và cũng không có một cái gì nữa mà mới mẻ hơn. Cho nên tại phiên tòa phúc thẩm thì tòa cũng vẫn tuyên án là y án sơ thẩm mà thôi, tức là Lê Tùng Vân là 5 năm tù giam, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh gì đó ha, là ba cái tên đó là coi như là mỗi tên là 4 năm tù giam. Còn cái tên mà có cái sẹo đó là Lê Thanh Nhị Nguyên đó. Lê Thanh Nhị Nguyên đó là coi như là 3 năm rưỡi tù giam, và Cao Thị Cúc thì là 3 năm tù giam. Nhưng riêng Lê Tùng Vân
vì tuổi cao sức yếu, có nhiều bệnh, và cũng với cái nhân đạo, nhân văn của pháp luật xã hội chủ nghĩa, cho nên riêng với Lê Tùng Vân đến giờ phút này vẫn còn ở tại ngoại, tức là ở ngay tại nhà của Cao Thị Cúc, chớ chưa thực hiện cái việc chấp hành án. Còn năm bị cáo kia đang chấp hành án trong trại giam của cơ quan chức năng. Thì thưa với bạn, quay về trở lại về cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, thì tiến hành điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã có đủ chứng cứ để xác định đối tượng Lê Thanh Nhất Nguyên có cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc cũng đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy tới đây, rõ ràng Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên cùng với đồng bọn, nếu có các bạn, sẽ đối diện với một mức án cao hơn cái mức án 331 lợi dụng dân chủ nhân quyền. Đó là cái hành động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì cái mức án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này nó sẽ cao hơn. Và rõ ràng như vậy thôi các bạn, rõ ràng như vậy thôi. Làm ác sẽ gặp ác, vi phạm pháp luật thì sẽ pháp luật sẽ trừng trị. Những cái đối tượng, những cái nhân vật, những cái ổ nhóm mà lợi dụng cái sự tự do để lừa đảo, lừa gạt, trục lợi thì trước sau gì cũng sa vào lưới pháp luật. Thưa với các bạn, nhà nước ta luôn luôn coi trọng cái việc tự do, đặc biệt là tự do tôn giáo, nhưng cũng nghiêm cấm, trừng trị những kẻ nào lợi dụng chuyện, những cái chuyện tự do đó để mà trục lợi, kẻ vi phạm pháp luật và pháp luật trừng trị. Và cái tên Lê Thanh Nhất Nguyên này sẽ và đang đối diện với cái mức án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì thưa với các bạn, tiếp tục thời gian tới, thì sau khi cơ quan an ninh điều tra đã củng cố xong hết tất cả hồ sơ, đầy đủ chứng cứ, thì sẽ làm việc với Viện Kiểm sát cung cấp, và Viện Kiểm sát sẽ ra quyết định khởi tố và sẽ xét xử cái tên Lê Thanh Nhất Nguyên này theo đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành. Và tôi tin chắc Lê Thanh Nhất Nguyên sẽ nhận một cái bản án thích đáng. Và cũng qua câu chuyện này thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là quý khán giả của kênh Việt Vision thêm một cái ý, đó là nghiệp quật, nghiệp báo, nhân quả là có thật, là có thật. Và những cái chuyện xấu đó mà theo sách nhà Phật, người ta nói rằng là nghiệp báo thì không có đợi tới kiếp sau hay là kiếp trước các bạn, mà ngay bây giờ bản thân ta, chúng ta sẽ nhận ngay những cái nghiệp báo đó ngay bây giờ nếu chúng ta làm những điều xấu xa tệ hại mà sai với gia đình, sai với bản thân, sai với xã hội, sai với đất nước, sai với cộng đồng, thì thưa với các bạn, trước sau gì cũng sẽ gặp quả báo. Và quả báo nghiệp quật là có thật, mà điển hình là cái ổ nhóm cha con của Lê Tùng Vân này, dưới cái tên gọi tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Ở đây tôi cũng nói thêm là gì các bạn, ba vụ án đã nằm trong vòng điều tra thì đã thực hiện hết tất cả, trong đó kể luôn cả cái vụ án loạn luân đó. Hiện nay cơ quan công an tỉnh Long An đã ra các cái quyết định truy nã những cái người phụ nữ ở trong cái tỉnh Thất Bồng Lai này. Thì thưa với các bạn, sau khi nghe tin cơ quan chức năng khởi tố vụ án loạn luân, thì các cái người phụ nữ ở trong cái gia đình, cái hộ gia đình của bà Cao Thị Cúc này đã chủ động bỏ trốn. Và hiện nay thì cơ quan chức năng họ đang phát ra cái thông báo truy tìm những đối tượng này. Như vậy, vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm 331 đã xét xử xong và đang chuẩn bị xét xử cái vụ án loạn luân, và tiếp tới đây là cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì như vậy, ba cái vụ án mà cộng đồng cũng như quần chúng nhân dân quan tâm đối với lại cái hộ Cao Thị Cúc mà có cái tên Lê Tùng Vân
là trùm sò trong cái ổ nhóm lừa đảo, bậy bạ, bệnh hoạn như thế này, thì cũng đã được cơ quan chức năng lần lượt tiến hành xử lý. Thì chúng ta sẽ chờ xem cái kết quả xử lý hai vụ án còn lại, đó là vụ án loạn luân và vụ án mà ngày hôm nay cơ quan chức năng đã truy tố, đó là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì thưa với các bạn, chương trình bình luận nhanh về cái quyết định truy tố tên Lê Thanh, Lê Thanh Nhất Nguyên này ha, về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến đây xin được tạm dừng, khép lại. Một lần nữa, tôi xin kính chúc quý vị khán giả, các anh, các chị, các bạn của kênh truyền thông Việt Vision lời chào, sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở những chương trình bình luận tiếp theo của kênh Việt Vision.